cưới vợ cưới chồng không vội được đâu. Nắng bao nhiêu tuổi rồi mà chưa chồng á? À? Ôi trẻ lắm. Cái tuổi của mình vẫn là tuổi ăn tuổi chơi mà. Ờ kiểu tức là mẹ mình là một người mà rất là chịu khó làm công tác tư tưởng cho con gái á, tại vì sợ ế. Là hôm bữa mẹ mình gọi điện cho mình tâm sự với mình về cái việc là con gái lớn thì nên lấy chồng. Thì mình cũng kiểu như là nói với mẹ mình là còn trẻ mà đúng không? Vẫn còn chơi, mình nghĩ là đấy là văn mẫu rồi, đứa nào cũng sẽ nói với mẹ như thế thôi. Thì mình cũng nói như thế, xong mẹ mình bảo ồ không, mẹ thấy đầy đứa nó lấy chồng xong nó vẫn đi chơi mà. Cái nhà kia kìa, đấy chúng nó à, cưới xong năm nào chúng nó cũng đi chơi. Chúng nó đi hết chỗ này đến chỗ kia, chúng nó vừa làm ăn vừa nuôi con lại còn vừa đi chơi nữa. Chứ có phải là có lấy chồng xong rồi là không được đi chơi đâu. Mẹ mình bắt đầu kiểu lấy lý do với cả làm tư tưởng cho mình ấy. Xong mình bảo là thế nhưng mà đi chơi kiểu đấy là đi chơi du lịch gia đình, sao mà giống như cái lúc mà mình còn độc thân được. Đúng, đúng. Mẹ mình vẫn cứ lấy lý do này lý do kia để gọi là thuyết phục mình ấy, khổ quá. Nhưng mà mình bảo là làm gì có ai để lấy đâu mà cứ ta không nên buồn và không có gì phải buồn. Muộn một chút cũng được, lâu một chút cũng được, tử tế là được chứ gì nữa các bạn. Mẹ bây giờ vội vội vàng vàng lấy xong rồi về lấy phải ai má ấy à. Mà kiểu không tử tế là nó cầm phóng lợn nó xiên đấy, cầm dao xiên đấy. Bây giờ mấy cái câu chuyện như thế rồi mà còn chưa chùa. Đúng không? Muộn một tí còn hơn là lấy sai á. Tại vì sao? Cái người mà các bạn sẽ sống cùng lâu dài nhất đấy là vợ, là chồng, là kiểu như là bạn đời của mình ấy. Bố mẹ cũng không sống lâu bằng như thế, con cái cũng không sống lâu bằng như thế. Bởi vì là con cái còn đi ra ngoài, nó còn đi học, đi làm, đúng không? Rồi đến một ngày nó cũng rời xa mình thôi. Thế là người mà mình gắn bó lâu nhất, người mà sẽ cùng mình gọi là xây dựng cuộc đời đấy, xây dựng rất là nhiều thứ, có thậm chí là còn làm những cái thứ mà trẻ mình không làm được khi này, sau này mình muốn làm với cả bạn đời của mình vậy á. Quan trọng như thế mà chọn bừa thì vỡ mồm rồi. Trời ơi, sai một ly là đi cả một đời luôn đấy, không được. Đúng không? Mà nó còn ảnh hưởng đến con cái của mình nữa. Bây giờ lấy một phải một người xấu tính, một người đồ trộm đuôi cướp xong rồi đẻ ra con cái cũng như thế luôn, cũng đồ trộm đuôi cướp luôn. Tại vì nó có gen mà các bạn, gen khá là quan trọng ấy. Nói chung là để hình thành lên một con người, tính cách một con người ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng bởi nhiều thứ. Mình đồng ý là có cả giáo dục, có cả môi trường các thứ, nhưng mà gen nó cũng quan trọng nữa. Cái đấy chứng minh quá nhiều rồi. Các cụ cũng có cái câu là lấy vợ xem tông, lấy chồng kén giống. Ông ngoại mình nhắc đi nhắc lại câu đấy rất là nhiều. Ông ngoại mình thì có mấy đứa cháu, nhưng mà đứa nào vẫn còn bé hết, đứa nào cũng bé hết. Có mỗi mình với cả Hằng Đàm là hai đứa lớn nhất. Thì chị Hằng là cái đứa đầu tiên, là cái đứa lớn nhất, là sinh năm 95. Thì mặc dù chưa lấy chồng nhưng mà ông ngoại hay nói cái câu là có quen ai á thì để ý gia đình người ta xem là kiểu gia đình người ta như thế nào ấy. Đấy, tại vì là ông mình kiểu rất là gia giáo ấy, nên là cái đấy quan trọng lắm. Lúc nào cũng dặn là lấy vợ xem tông, lấy chồng kén giống. Ví dụ như là gia đình người ta mà không có đàng hoàng tử tế thì kiểu rất dễ là người mình quen cũng vậy ấy, kiểu vậy. Chuẩn gen bố mẹ ảnh hưởng đấy. Bố người yêu cũ em bốn vợ nó luôn mồm bảo không lặp lại như bố ngoại tình ý, rồi nó ngoại tình thật xong bảo xin lỗi em vì anh là con bố anh á. Ôi trời ơi, thế thì chịu. Nhưng mà cái đấy thì mình lại có một cái trường hợp khá là đặc biệt nhá. Bởi vì là ở trong họ nhà mình á, các ông ở trong họ nhà mình, tức là ông nội mình này, rồi là anh em của ông nội mình này, tức là các ông ở trong họ ấy, thì ông nào cũng hai vợ trở lên, 2, 3, 4, 5, 6, thậm chí là có con rơi con vãi khắp mọi nơi, kiểu như là ví dụ như là đi công tác hay là đi gì đấy là có con ở đấy á, kiểu vậy các bạn. Tức là rất là đào hoa luôn. Nhưng mà đến đời của con của các ông, tức là đời bố mình á, bố mình này, các bác các chú này, chưa có ai có hai vợ luôn. Chưa một ai có hai vợ. Thực ra thì cái này mình vẫn không giải thích được, và mình nghĩ là trong họ mình mọi người cũng không biết là mọi người có giải thích được không, nhưng mà thực sự là chưa có ai có hai vợ luôn ấy. Mình nhớ là chưa có ai có hai vợ. Mình đã từng có một thằng bạn kiểu nó kiểu như là sao nhỉ, nó có kể với mình là bố nó kiểu lớn tuổi rồi, về hưu rồi, nhưng mà vẫn còn kiểu thích, nói chung là thích mấy cái trò đỏ đen ấy. Mẹ nó là người mà một tay để vun vén gia đình vậy á, bố thì sẽ phá nhiều hơn. Thế không, cái thằng đấy nó cũng lười, nó cũng kiểu thích ăn chơi hơn là làm vậy á. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, chẳng bố mẹ nào muốn con mình yêu một người gia đình phức tạp á. Vì mọi người lấy chồng hay yêu ai thì nên xem bố mẹ họ. Thì đúng rồi, tất nhiên rồi, cái là điều đương nhiên mà. Thế nhưng mà mình cũng phải chấp nhận một cái điều là mình ở mức độ nào thì mình yêu người ở mức độ đấy thôi, đúng không? Mây tầng nào cầm mây tầng đấy thôi. Ví dụ như mình cũng không quá xuất sắc thì mình không thể đòi hỏi nhiều. Nếu mà mình là một người cố gắng và luôn nâng cao giá trị của bản thân mình lên thì chả có gì xấu hổ khi mà mình nói là mình cũng muốn bạn đời của mình như thế. Mình là một người luôn cố gắng thì không có lý do gì mà mình cảm thấy xấu hổ khi mà mình nói là mình cũng muốn yêu một người đang cố gắng như thế. Có thể là họ sinh ra không ngậm thìa vàng, nhưng mà họ kiểu như là họ cũng phấn đấu, họ cũng cố gắng như mình chẳng hạn. Thế mình đẻ ra mình cũng có thìa vàng thìa bạc gì đâu, đúng không? Mẹ mình bốc đất ăn mà, còn chả có thìa.
Nếu muốn chép thật sự thì sẽ làm kín đáo. Con gái gặp ai cũng tán thì sao chị ạ? Mình nghĩ là mỗi người sẽ có một cái sự lựa chọn. Những người mà người ta thích đi chat và những người mà người ta thích gọi là đi đâu cũng rắc thính, hay là tức là thực sự là chat nhá, chứ không phải cái kiểu của mình nhá. Các bạn thấy mình thả thính trên stream thì đấy là bởi vì công việc của mình thế thôi. Mình tạo tiếng cười cho mọi người thôi. Chứ nếu mà mình muốn chat ấy, các bạn biết cái ý nghĩa chat là gì không? Nó như kiểu là lừa đảo ấy. Thì không có ai lừa đảo công khai ấy. Đúng, đúng. Mình lên stream mà mình thả thính thì tức là đấy là chỉ là trò đùa. Còn khi mà một khi mà mình muốn chat á, thì mình sẽ nhắn tin riêng với người đấy và tất cả mọi thứ là private hết, là kín đáo hết, là kiểu chỉ có mình với người ta biết thôi, là hẹn hò riêng, là đi chơi riêng, là không công khai, là mọi thứ kiểu hai người biết thôi, xong rồi là đi làm gì với nhau, rồi đi ăn uống này kia, rồi là có được tình cảm của người ta, lừa tình người ta ấy, thì đấy là chat. Chứ còn mình lên stream mà mình thả thính vớ vẩn ấy, thì nói thật với mọi người là những người mà mình thả thính trên stream là mình không có nhắn tin riêng đâu, mình không có nhắn tin với ai cả. Nên là mình confirm lại là nếu mà mình chap girl thì mình không ế đâu nhá. Tôi là ngoài giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Đây từ từ đã đang nói đến đâu rồi nhỉ? Mình quên. À gặp ai cũng thả thính ở đấy. Đấy là lý do tại sao mà mình không lựa chọn đi làm chap girl ấy. Bởi vì là thực ra không phải là không có khả năng, mình nghĩ là ai cũng có thể làm chap, ai cũng có thể chap được thôi. Chỉ là các bạn chọn đối tượng cho nó phù hợp ấy. Đúng không? Ví dụ như các bạn ở mức độ này, các bạn có thể đi chat những người mà nó thấp thấp hơn, thì các bạn hoàn toàn có thể kiểu khiến cho người ta thương nhớ các bạn xong rồi chạy theo các bạn được. Đúng không? Nếu mà mình muốn chat đúng không? Đúng vậy. Chat với mấy cái thành phố mà chị đã bảo rồi cái gì đó. Để nhớ lại đang định nói cái gì. À, không phải là không có khả năng chat mà mình không lựa chọn đi chat bởi vì là mình hết cái tuổi hứng thú với cái trò ấy rồi. Có thể là cái hồi mà mới lớn thì có thể thích gọi là mập mờ, thích mọi thứ nó kiểu nó chả rõ ràng ấy, kiểu hai người cứ phải đoán ý nhau ấy. Bây giờ mình lớn rồi, mình hết thích cái kiểu ấy rồi, mình thích mọi thứ rõ ràng hơn. Tức là đối với mình 10 người ở bên cạnh quan tâm thì nó vẫn không bằng cái việc là mình có một cái chuyện tình cảm đẹp ấy, nên là mình không thích đi chat thì thôi. Chị chat giả vờ trên live này mà không ảnh hưởng tới cảm xúc của mình cũng quá đỉnh luôn, em không thể làm như thế được á. Em ví dụ đi, em phải ví dụ thì chị mới biết em đang nói về trường hợp nào. Ý là không ảnh hưởng đến cảm xúc ấy hả? Tại vì chị là một người khá là rõ ràng ấy. Nhưng mà các bạn cảm thấy là mình thích người ta thật là hay như thế nào? Ý là ví dụ mình chơi game mà mình kiểu nói chuyện với ai đấy mà mình kiểu mình thả thính này kia, các bạn thấy mình thích thật à? Hay như thế nào? Hoặc là có thể là mình cũng có người là mình thích thật, nhưng mà sau đấy thì mình với cả người ta chả có cái gì, như mình nói với mọi người đấy. Ngay cả khi mà mình thích người đấy thật ấy, nhưng mà nếu mà người đấy mà không chủ động, hoặc là mình với người ta mà không tiến tới nhanh á, là mình cũng hết luôn. Mình rất là nhanh hết tình cảm. Tức là ví dụ như là mình thích người ta theo kiểu là cảm nắng ấy, vì mình chơi game với nhau, xong rồi chơi lâu thì bắt đầu kiểu hơi có cảm tình một xíu. Sau đấy thì mình cũng nghĩ là nếu mà người ta tán mình thì có thể là mình sẽ để ý đấy. Nhưng mà vấn đề là người ta cũng không nhanh, mà người ta cứ kiểu gọi là, có thể là người ta suy nghĩ nhiều, người ta sợ này sợ kia, người ta không dám tán chẳng hạn. Thì sau đấy mình thôi. Nắng tệ ạ. Không phải tệ mọi người, đấy là cảm xúc con người, ai chả thế. Chả qua là hoàn cảnh của mình với các bạn khác nhau thôi. Các bạn cứ như mình kiểu làm việc liên tục mà không có thời gian để suy nghĩ đến những cái đấy, thì các bạn sẽ thấy là nó không ảnh hưởng nhiều lắm đâu. Ví dụ như ngày xưa mình đi học ấy, thì mấy người mình gặp ở trường, ở lớp thì cũng chỉ có vài người thôi. Thế xong rồi mình thích ai thì mình cũng thích lâu, cũng thích dây, cũng dây dứt, cũng mãi không hết ấy. Nhưng mà bây giờ thì hết tuổi rồi. Ngoại hình quan trọng vãi cả đái, đừng tự lừa mình nữa. Nếu cuối cùng là hạnh phúc thì muộn một chút cũng chả sao. Người trưởng thành người ta sẽ không để ý đến ngoại hình, mà người ta sẽ để ý một trái tim tốt á. Thế bạn nói câu đấy là bạn chưa trưởng thành đâu. Khi mà người ta trưởng thành rồi á, hoặc là khi mà người ta lớn hơn rồi á, thì người ta sẽ phải thừa nhận là ngoại hình rất quan trọng bạn ạ. Ngoại hình rất quan trọng, không bao giờ có chuyện là không quan trọng cả. Đấy là bạn đang lừa, tự lừa dối mình vậy á. Chứ còn khi mà người ta trưởng thành rồi, người ta sẽ phải chấp nhận được là cuộc sống nó như thế, nó chả có cái gì màu mè hết á. Ngoại hình quan trọng, thu nhập quan trọng, gọi là gì nhỉ, trí tuệ, không phải dùng từ trí tuệ, người ta dùng cái từ gì ta, kiểu như là cái gì mà nó giống kiểu giống quan điểm sống ấy. Tự dưng kiểu dọa mình bị mất ngôn từ ấy, các bạn chắc mình phải đọc sách lại nhiều rồi. Thỉnh thoảng mình thấy mình cứ bị ngu trong cái việc dùng từ ấy. Cái tất cả mọi thứ đều quan trọng hết bạn ạ. Chứ bạn bảo ngoại hình không quan trọng là bạn nói phép rồi. Mày, tất cả mọi người đều phải thừa nhận. Tự dưng đẻ ra mấy cái cuộc thi hoa hậu làm gì? Tự dưng có cái sự phân biệt đối xử giữa người đẹp và người xấu ở làm gì? Tự dưng nó phải có những cái dịch vụ nhu cầu để phục vụ nhu cầu làm đẹp để làm cái gì? Mình đừng tự lừa mình nữa. Cái đấy khi mà người ta lớn rồi, người ta phải thừa nhận. Ngày xưa cái hồi mà mình học, mình trẻ trâu ấy các bạn, cái hồi mà mình học cấp 3 ấy, cái hồi mà mình mới lên lớp 10, lớp 11 ấy,
là lúc ấy mình khá là dễ thương và cũng có nhiều người thích mình. Nhưng mà hồi đấy là mình cũng có suy nghĩ giống như vậy á, mình kiểu như là ước gì mình tìm được một người thích mình không vì ngoại hình mà chỉ vì trái tim của mình thôi, vì con người mình thôi, vì tính cách mình thôi, chứ đừng chỉ thích mình vì ngoại hình. Nhưng mà sau này mình nhận ra là ngoại hình là mình mà, ngoại hình cũng là mình mà, chứ có phải là mình, có phải là mình thì tức là chỉ có trái tim với cả con người đâu. Tất cả những cái gì xung quanh mình đều là giá trị của mình hết, đều là con người mình hết. Ngoại hình của mình là mình, trái tim của mình là mình, tấm lòng của mình là mình, trí tuệ của mình là mình, những cái mối quan hệ, hoàn cảnh xung quanh mình cũng là mình. Người ta yêu mình thì người ta sẽ yêu tất cả những cái đấy. Tại sao yêu mình thì chỉ được yêu con người mình, tính cách mình, chứ không được yêu ngoại hình của mình? Ủa, tào lao cái gì vậy? Nói gì vậy? Nghĩ cái gì vậy? Đừng có kiểu viển vông, đừng có xem phim Hàn Quốc nhiều quá, đừng có kiểu gọi là đọc mấy cái kiểu mấy cái câu trích dẫn trên mạng xong rồi nó bảo các bạn này kia. Trời ơi, đọc thì cũng phải chọn lọc, không phải là cái gì kiểu người ta đăng lên mạng người ta kiểu như là người ta thiết kế thành một cái post xong rồi người ta background màu trắng xong rồi viết một cái text đen đen lên là câu đấy như kiểu là cái châm ngôn sống vậy. Nói gì vậy? Trời ơi, đã là con người thì tất cả những cái gì liên quan đến người đấy và xung quanh người đấy là giá trị của người đấy. Các bạn yêu một người, các bạn yêu tất cả những cái xung quanh người đấy, kể cả là ngoại hình hay là bên trong bên ngoài, cái quần què gì cũng là người đấy hết, kể cả những cái tính xấu và tính tốt, chứ không phải là yêu một người thì không quan tâm đến ngoại hình. Đúng. Cái không quan tâm ngoại hình ấy là khi mà người ta đã yêu rồi đấy thì người ta sẽ kiểu ví dụ như là ngoại hình người kia không đẹp á, và người ta nói chung là vẫn quan tâm ngoại hình thôi, chỉ là ví dụ như trong quá trình yêu nhau mà chẳng may người kia kiểu xấu đi hay như thế nào đấy thì người ta thông cảm, bởi vì là tình yêu người ta đã quá lớn rồi. Hoặc là mà nói chung là vẫn đẩy người chia tay sau khi mà người kia xấu đi mà, hoặc gì ấy mà, đúng không? Chứ đâu có bảo không có liên quan gì ngoại hình là nó phép rồi, đừng có tự lừa mình nữa. Tất cả đều là mình, tròn méo to nhỏ cũng là mình. Đúng, chính xác. Trời ơi, cái gì chả là mình, đừng có mà văn vở, đừng có mà tào lao, đừng có nghĩ là kiểu phải yêu con người bên trong thì mới là mình, cả bên trong bên ngoài đều là mình hết. Chẳng qua là có những người, người ta có lợi thế về ngoại hình và không có lợi thế về ngoại hình thôi. Ví dụ như là có những người có lợi thế mạnh hơn về tài chính, về gia cảnh hay là về gọi là học thức. Còn có những người thì có lợi thế hơn về ngoại hình. Nhưng mà như mình nói đấy, là giá trị của một con người sẽ tính bằng tất cả những cái gì xung quanh người ta ấy. Có những người ngoại hình như thế này, học thức như thế này, hay là kiểu như là tài chính như thế này, thì ví dụ chung mình cộng lại thì người ta ở mức độ này. Có những người ngoại hình thì như thế này, ngoại hình như thế này, nhưng mà người ta kiểu như là có tài chính như thế này, chung mình cộng người ta cũng như này. Những người mà kiểu ở tầng lớp xem nhau thì người ta sẽ gặp nhau và người ta sẽ yêu nhau vậy á. Người ta không có ngoại hình nhưng người ta có cái khác, các bạn hiểu không? Tức là mình tính như kiểu chung mình cộng ấy á, chứ mình không biết giải thích với các bạn như thế nào nữa. Thì trong tất cả những cái đấy, tài chính này, ngoại hình này, học thức này, tất cả mọi thứ, các bạn có cái gì càng nhiều thì cái mức độ chung mình cộng đấy của các bạn càng cao, thì các bạn sẽ gặp được những người càng cao. Các bạn sẽ có thể yêu một người, người ta không đẹp bằng các bạn nhưng mà người ta có nhiều tiền hơn các bạn, hoặc là người ta có hoàn cảnh tốt hơn các bạn, hoặc là người ta có học thức cao hơn các bạn, kiểu vậy á. Thì đấy, mọi người sẽ tính bằng chung mình cộng thôi, chứ mọi người đừng có văn vở nữa, nhưng mà mọi người chẳng thực tế gì cả. Yes sir, chắc chắn như thế rồi.